trước khi nhà thuốc nắn chỉnh, chặt khớp vai, kết hợp gãy cổ phẫu thuật xương gãy tay. Nhà thuốc sẽ xem lại hình ảnh chặt khớp qua phích quang kiểm tra mới nhất của bệnh nhân. Vì ngày trước bệnh nhân đã nắn của một thầy nang nhưng khớp vai vẫn chưa vào vị trí bình thường. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp kỹ thuật nắn chỉnh cho khớp vai và vị trí gãy của cổ phẫu thuật xương gãy tay trở lại vị trí bình thường. Sau đó bệnh nhân điều trị khoảng từ 1 đến 2 tháng là có thể cử động, co duỗi, nhâng, sinh hoạt và lao động được bình thường. Cái này nắm cái này nhá.
nắn xong cái tay bình thường luôn, nhưng mà bác cho đến hai nơi là bác sẽ không nắn nó bị chặt, nhưng bình thường giờ bị cơ bác đang bị co, không nắn ba khớp mình dán dán cơ trùng cơ rồi, nên nó phải đấy một tí nhá. Cái khớp vai của bác là rất là nặng đấy nhá, có này mà ca này nặng như ca ở ông này anh Tuấn ạ, nặng như ông ở chờ dưới tranh nắn tư sáng đó, mồ hôi đó, mồ hôi này. Vai cho thấy cho nó đang mệt không, bác đau nhỉ? Sáng ra chưa ăn cơm mà khởi động cái bác cái thứ vai là dục luôn này. Ơ tập ta. Sáng làm cả ngày mà làm đâu có mì ăn, không hay món mì đâu. À bác sáng cái gì? Ăn à, thế là khỏe đúng rồi, thế là cứ. Cả đêm không ngủ tiệu nào. Ngồi thôi. Đang nắn. Vừa nhà làm dư đi. Vừa, ca này khoai lắm. Ca này khoai lắm. Nặng. Ôi, chuẩn bị về rồi, đang bó. Thì nhà có tuột nhỉ. Thì sáng bây giờ, 5 giờ sáng thôi. Bà đã đi từ 4 giờ sáng và 4 giờ sáng đi xuống đây. Những tay đó, mẹ những tay đây. 12 giờ thì ông gọi. Cứ đồng tay đây. Mẹ mày thế nào? Cứ đồng tay đây. Cứ đồng tay đuôi ra. Nó vào. Đuôi ra đây. Cơ vào đây, đuôi ra, cơ vào, đuôi ra, cơ vào, đuôi ra, cơ vào, đuôi ra, cơ vào, rồi. Đưa tay đây. Rồi, ok rồi nhá, cứ bài bác vào rồi. Cái ca bác rất là khó, vì lần trước nắm chưa vào. Xong rồi bác bị nặng và chặt tiếp, nó rất nặng nắm vào rồi, bây giờ đọc chưa bác nhân tay được. 15-20 ngày sau nhân tay được nhá. Đây, mồ hôi, ok, nhà nhí nhọi này. Lần sau nhá, có bây giờ sao mà đi chụp phim trước, phải chưa? Đi chụp phim, biết đích xác. Xong rồi, nắm xong rồi đi chụp phim lại phải vào chưa nhá. Các bác các bạn là bán chật khớp chưa vào đâu nhá. Mà nắm nó cho nó chưa vào hết rồi, mình bán chật khớp. Các bác qua bác đi đâu mình chật là chống lại, khớp vào sập vào trong rất nhiều nhá. Đấy, bình thường nắm khớp ba là nắm xong là vào luôn. Nhưng điều bình thường thì là bác chật lần hai nó nặng này. Con nam chẳng hạn, con trẻ con nam bình thường thì khác là con nam cho bác đâu. Nó đi viện nó mổ. Lần trước là nắn không vào, nên vâng. Chối. Chối, nắn bình thường, nắn vai, những ngày bình thường luôn, nhá. Bác xong rồi, nào bác tay này, chúc bác cắn cục nhá. Có tầm 25 ngày mới khỏi được nhá. Vâng, tí em đi thuốc xong. Lá nó, à lá thì chứ nào. Vâng, tí em đưa cho bác xong. Con chào bác ạ. Vâng ạ. Hôm nay con sẽ là hòa điện hạnh của bác về quá trình ngày trước bác chặt khớp vai. Từ đó bác khỏi bao năm rồi? Bác khỏi hết 1 năm rồi ạ. 1 năm, hiện tại bác làm việc bình thường chưa? Vâng ạ, bác làm bình thường ạ. Bác bị nặng tay đúng không? Vâng. Rồi, bác đưa tay ngang nha. Đưa ngang nha. Đưa vào. Đưa ngang nha. Đưa vào. Khoanh thế này vào. Đưa ra. Và đưa cao tay lên. Hẳn cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Đưa xuống. Đưa lên. Khoanh tay vào. Nó đưa ngang tay mày. Đưa ra. Đưa ra này. Tay bên kia. Tay bác chặt bên nào? Tay ra. Rồi, bác đưa ngang tay này. Cấp vào. Đưa ra. Cấp vào. Đưa ra. Đưa ngang qua đây. Đưa ngang ra đây. Đưa vào. Cấp vào. Đưa ra. Cấp vào. Đưa ra. Bác đứng lên đó con. Bác đứng lên, đưa tay cao lên, cúi xuống, đưa hẳn cao tay lên, cúi xuống, đưa hẳn cao tay lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, đưa lên, cúi xuống, tháo xuống tay ra này, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa cao tay lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Đưa hẳn cao lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống, đưa cao lên, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, khoanh tay vào, đưa ra, nó xoáy tay này, xoáy hai tay này,
Phải ngưng lại. Phải ngưng lại. Rồi bác ngồi ghế đi. Bác ngồi ghế đi. Ngày trước bác đi đâu bác chặt khớp vai nặng như vậy? Dạ. Ngày trước bác đi đâu bác chặt khớp vai nặng như này? Chỉ có là ngày xưa là đi kiểu ngã ở chợ đường kia xong về sau nó đổ tháng rưỡi xong là bắt đầu chỉ nằm như này xong rồi chồm dậy để trông ba cụ đó thế là vậy đang chồm dậy cái thì bắt đầu là nó nửa chừng cái thế là kêu mình nói tá sau khi bác đến nắn thuốc nắn bó thuốc bây giờ khỏi một năm rồi đúng không? Hiện tại làm việc bình thường chưa? Làm lại bình thường rồi. Có còn đau nào không? Không đau ạ. Bác đưa tay lúc này con này con đứng ngang này phải đây mà. Xoay ngược lại. Xoay ngược lại. Khoanh tay vào. Dưới ra. 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 Đưa cao lên này. Đưa hẳn cao tay lên. Đưa xuống. Cao hẳn tay lên. Đưa xuống. Bác mày mạnh rồi con. Bác đưa cao tay mạnh lên. Rồi. Rồi. Lên đây về tắt bếp đi. Bác khoanh tay vào. Dưới ra. Khoanh tay vào. Dưới ra. Rồi bây giờ bác làm đồng này nấu cơm nước bình thường chưa? Bình thường. Vậy phòng bác làm nấu cơm đúng không? Vâng. Hôm nay con lên hoàn thiện hình ảnh của bác để chặt khớp vai. Con đưa bác khỏi một năm rồi nhá. Con cảm ơn bác và chúc bác cho đời người khỏe nhá. Con chào bác. Dạ vâng. Thế ở đây ăn cơm gì em ra? Dạ vâng. Con ăn cơm rồi, hôm nay là đi hình là tính cách về. Đây hỏi thăm là đến tận đây. Con biết nhà bác mà, ở đây trước đá bóng suốt lên xin bóng đây mà. Chân trầm này con biết nhiều đấy, lắm. Con là đi nắn xuống đấy là nắn hai lần, một lần gãy xương sườn. Là đấy để thằng kia thì đã nắn đến lúc bây giờ nó nhớ được kia lại bị đần nữa. Thằng cu kia mấy tuổi mà? Đấy, thằng cu năm nay cháu 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Thì lúc năm nó gần 1 tuổi thì bị. Đấy, cái xương sườn. Ba cái xương sườn của chú đấy. Ngày trước bó xương sườn bác bó mấy tháng mà khỏi? Hôm đấy là bó có 5 miếng. Còn đợt sau này bó tay thì cũng 5 miếng mà kiểu thế nào mà nó cũng kiểu chức sức với xương. Bây giờ hết sức bình thường rồi đúng không? Làm việc bình thường rồi đúng không? Làm việc được mà chỉ có kiểu hay là vì mình ấy có rứt xương rứt chân này. Cái rứt xương này nó do bệnh xương khớp à? Thì con sẽ đưa cho bác thứ bóp bác hết xương khớp, xương đầu gối đâu đau đầu gối đúng không? Đang uống thuốc khớp, chẳng biết là thế là tốt rồi. Khỏi không phục hết bệnh. Cái tuổi già là cái bệnh khớp bình thường mà. Thì khớp vai bác bây giờ làm việc bình thường chưa? Dạ. Bình thường rồi đúng không? Bình thường ạ. Rồi con chào bác nhá. Vâng. Bác luôn khỏe. Bác ngày trước bị chặt gãy xương đòn, gãy xương sườn này. Và mới đây bác bị chặt khớp vai. Bác điều trị khỏi là thuốc bác có mừng không? Bác do quá đấy. Dạ vâng. Quá do. Dạ vâng. Vì các cháu có xin là thôi đấy. Bao nhiêu năm rồi à? Vâng. Bao nhiêu ấy mà may khỏi được đấy. Vâng. Thế là tốt rồi. Đầu bị sưng sưng là sau này nó ấy ra khỏi. Thế là tốt rồi. Đầu thì có là làm. Ngày trước bác đi đâu bị gãy xương sườn nặng như vậy? Xưa là ngày trước là trèo trên là trên cơ nhãn thấp thôi. Vứt mấy quả gấp thì cho người ta thôi chứ con này có bán được như nào đâu. Cho người ta đám cưới mà. Thế là tốt rồi. Hôm ấy lúc ý là 53 tuổi. Đến năm 9 lại bị. Thế là tốt rồi. Con chào bác nhá. Rồi, chúc bác mọi người khỏe nhá. Vâng vâng. Và cứ mạnh khỏe là. Dạ vâng, cứ mạnh khỏe. Tinh thoảng qua đây thì lên đây chơi. Tinh thoảng vào uống nước. Vâng vâng. Con chào bác. Ông ngày xưa ông lên đây. Dạ vâng. Ngày trước ông bố con bó như này nhiều mà. Vâng vâng. Ông khỏe. Dạ vâng, bố con khỏe. Em chào chị ạ. Chào thầy. Chị cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại chị đang sinh sống ở đâu? Chị là Vũ Thị Hiệu. Dạ. Ở khối 4 thị trấn Cầu Giác, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Chị chia sẻ cho em biết về quá trình ngày trước chị bị làm sao? Chị đi đánh bóng hơi á, đánh bóng thuyền dạ. á. Dạ vâng. Nên là bị người ta húc vào bị ngã, bị chấn thương cái vai. Vâng. Xong chị thêm mỏi, thêm đau và uống thuốc. Chị sang chấn như nào mà chị đi có đi chụp chiếu ở điều trị những đâu không? Chị cũng có đi chụp phim ở bệnh viện, họ nói là bị viêm gân cơ đầu bãm. Vâng. Và cũng đắp thuốc lá ở mấy nơi và uống thuốc tây rồi nhưng mà không khỏi. Vâng, chị điều trị một số nơi bao nhiêu thời gian bệnh tình không thuyên giảm? Cũng mất một tầm 3-4 tháng. 3-4 tháng. Khỏi. Thế sau sau khi chị điều trị một số nơi không hiệu quả đúng không ạ? Thì chị có tiếp tục điều trị ở những đâu không? Hay là chị ra nhà thuốc luôn? Cũng xong đó coi trên YouTube là biết thầy rồi ra nhà thầy điều trị. Vâng. Chị về nhà thuốc, được nhà thuốc điều trị những pháp như nào chị còn nhớ không? Thầy cho điều trị là đắp thuốc lá lên vai rịt hàng ngày. Vâng. Và uống thuốc bằng
đun sôi lên làm nước uống. Vâng, ngày trước là chị chưa được chị nhà thuốc thì cái cử động hàng ngày của chị có nhức, khó khăn nhiều không, có đau nhiều không? Cũng có mỏi. Vâng. Và cũng các cái động tác quay cũng hơi khó khó, căng và cũng hơi hơi đau. Dạ. Ở vùng từ tay lên đến vai, từ vai xuống. Chị đau như vậy có hiện tượng teo tay chưa? Ngày đó thì cũng chưa teo mấy, nhưng mà sau thế cũng hơi teo dần dần. Dạ vâng. Chị uống thuốc nhà thuốc người mới đầu bệnh tình có đau lên hay giảm luôn? Uống thuốc của nhà thuốc thì thấy cũng giảm. Vâng. Nhiều. À, chị đồng điều trị tổng cộng là bao nhiêu tháng bệnh tình của chị khỏi hoàn toàn? Chị dùng của thầy là 2 tháng. Vâng. Thôi, đây cũng vận động được, làm việc được. Cho nay chị khỏi làm việc bình thường chưa? Làm được rồi. Dạ vâng. À, chị đưa tay ngang cho em. Đưa lên. Đưa ngang, đưa lên. Đưa ngang cho. Đưa lên. Khoanh tay vào. Ngang đây nha. Khoanh tay vào. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Khoanh tay vào. Đưa ngang. Đưa ngang. Đưa lên vào. Đưa ngang. Đưa cao lên. Đưa xuống. Đưa lên. Dạ rồi, được rồi. Em hỏi thêm chị là ngày trước chị đau nhiều như vậy, chị có làm việc và đi chơi các môn thể thao bình thường không? Ngày trước lúc chị đau nhất ấy. Lúc đau thì cũng có đi chơi đôi hồi, nhưng mà cũng thêm mỏi mỏi lại nghỉ. Mà không chơi được thường xuyên đúng không? Vẫn không chơi được thường xuyên. Dạ vâng. Hôm nay em vào muốn hình ảnh của chị về quá trình chị bị viêm điểm bám khớp vai, kết hợp viêm quanh khớp vai. Do ngày trước chị bị sang chấn đúng không? Và đập vai xuống, chị vai bên vai trái. Trái vẫn có vết sẹo ở trên vai đúng không? Vết sẹo đây là do đợt trước đi các cái ông ở địa phương đây đắp thuốc lá. À, là bị là họ đốt. Đốt để cho dạn mạch máu. Hơ ngải. Chị ngày trước chị có đi châm cứu không? Có. Chị nghiêng bên tí em xem vết sẹo. Nghiêng á. Dạ, chị xe ba cho một tí. Đấy, bên sẹo ngày trước là do hơi ngại đúng không? Rồi chị quay về bình thường vậy ạ. Ngày trước thì châm cứu bao thời gian thì bệnh tình không giảm? Chị châm cứu cũng 2 đợt, cứ đợt 10 ngày. Dạ vâng. Có cái đợt thuốc tiêm không chị? Tiêm cũng có, họ tiêm 2 phát tiêm. Dạ vâng. Sau khi chị điều trị một thời gian hiệu quả thì về thuốc điều trị 2 tháng bệnh tình của chị là ổn rồi. Hôm nay em vào em phỏng vấn hình ảnh của chị về quá trình điều trị khỏi bệnh viêm để bám khớp vai, cái đường viêm quanh khớp vai nhé. Em chúc chị gia đình luôn mạnh khỏe. Cái thuốc bóp chị nhớ là cái lá bó chị đừng vứt đi và cho ngâm rượu hàng ngày chị bóp cho em nhé, để cho nó khỏe cơ đi, không biết nó rất là tốt đấy. Vâng. Vâng, em chào chị nhé. Vâng, chào thầy. Dạ vâng.